Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải viên bích khối lớp 7 vòng thi số 15 là vòng thi cấp huyện dành cho bạn A. Bài thi số 1. Trục tam giác bằng tam giác AB bằng MN, AC thì bằng MP. Như vậy các em sẽ cần cái góc xen giữa bằng bằng nhau ha. AB bằng AC, MN, MP, như vậy góc xen giữa là góc A và góc M các em. Đây là góc C và góc P là không đúng rồi. Góc A và góc M đây, đáp án này các em nhé. Hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng chắc chắn sẽ bằng nhau rồi. Hai góc soi lên trong thì bằng nhau. Cái này không đúng. Chỉ khi nào có hai đường thẳng song song thì hai góc mới soi trong mới bằng nhau thôi. Đây thiếu điều kiện song song nha. Đó là không đúng. Ba điểm phân biệt luôn tạo thành một tam giác là không có đúng đâu. Bởi vì nó thẳng hàng thì sao? Một tam giác bất kỳ thì có nhiều nhất một góc tù. Đúng rồi, không thể nào có hai góc tù được. Bởi vì hai góc tù là nó vượt quá 180, chưa kể góc thứ ba đúng không? Thì đó chính là phát biểu đúng luôn các em. Chưa thèm xem tới này. Chưa thèm xem cái này à. AB là phân số tối giản nếu như nó không còn ước chung nào khác ngoài số 1 là ước chung lớn nhất ha. Gọi là nguyên tố cùng nhau đó. A mũ 2 bằng 17. Như vậy là 2A mũ 2 tất cả đó thì bằng 4A bình. 4A bình tức là 4 x 17 là thành 68 rồi nhé. Có bao nhiêu số nguyên thỏa mãn lập phương của nó bằng chính nó? Thì thầy lấy số 0 là được nè. 0 mũ 3 bằng 0. Số 1 cũng được nè. 1 mũ 3 bằng 1 nè. Mà trừ 1 tất cả mũ 3 cũng bằng trừ 1 nè. Vậy có 3 số. Rồi 5x cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu? Biết người ta cho này. Các em dùng tính chất dãy số bằng nhau thôi. Hoặc là dùng phương pháp thế thôi. Hoặc nhân chéo đi kìa. Các em nhân chéo lên là 5 nhân x sẽ bằng 3 nhân cho y cộng 1 à. Từ đây mình suy ra là 5x cộng 1 à, 5x thì bằng cái này. Vậy 5x cộng 1 sẽ bằng cái này cộng cho 1 thôi à, cái này cộng cho 1. Rồi mình phá tung này ra, dùng tính chất phân phối 3 nhân y cộng 1 sẽ bằng 3y cộng 3 nhân 1 là bằng 3 rồi cộng cho 1 nữa. Vậy là bằng 3y cộng 4 nha. Có không? Đây nó đây. B tỷ lệ nghịch với bình phương của C. Và nếu B bằng 8 thì C bằng 3. B tỷ lệ nghịch với bình phương của C. Như vậy ta sẽ có gì? Ta sẽ có B nhân C bình phương sẽ không thay đổi thêm nhé. Hiện tại B nhân C bình phương là bằng 8 nhân cho 3 bình phương. Thì B tỷ lệ nghịch với bình phương của C thì tích của chúng sẽ phải không đổi. Và bây giờ B thay đổi là B bằng 2 nhưng với một cái giá trị C mới à. B và C tỷ lệ nghịch, B và C bình phương tỷ lệ nghịch. Như vậy là 8 nhân cho 3 bình là sẽ bằng 2 nhân C bình. Thì tỷ lệ nghịch thì tích không đổi, tích 2 tỷ lệ không đổi. Từ đây các em sẽ suy ra là C bình sẽ bằng gì?
bằng 36. Kim tính đi. Như vậy C bình bằng 36. Đây. Từ tỷ lệ thức này ta thu được tỷ lệ thức nào? Có 4 tỷ lệ thức dưới này. Này không có mò được các em. Bây giờ ta chia nhánh là ta làm kìa, làm theo con đường của sách giáo khoa nè. Giờ ta lấy hai cái nhánh này ta làm trước ha. 10x trừ 12y thì 10 với 12 là các em có lấy 5 ra làm thừa số dùng chung. À xin lỗi, lấy 2 ra làm thừa số dùng chung ở trong, còn 5 với x trừ 6 y ha. Còn ở dưới là 3. Thì bên này 12y trừ 15z thì ta lấy 3 làm thừa số dùng chung. 12 lấy 3 làm thừa số dùng chung thì còn 4y trừ cho 5z ở dưới là 4. Rồi giờ các em nhân chéo lên đi. Dở. Các em dùng tính chất dãy số bằng nhau hay hơn á ha. Ta dùng tính chất dãy số bằng nhau, okay. Các em cộng ba cái đó lại luôn, cộng ba cái tử lại. 10x trừ 12y nè, ở dưới là 3 sẽ bằng gì? 12y trừ 15z ở dưới là 4 thì nó sẽ bằng là 15z trừ 10 trên 5. Rồi kem cộng ba cái tử lại, kem để ý nè, ba cái tử cộng lại là nó trượt nhau hết. 10x trừ 10x là hết, trừ 12y cộng 2y là hết, trừ 15z cộng 5z là bằng 0. Ở dưới là 3 cộng 4 cộng 5 là 12, vậy cũng bằng 0 thôi. Như vậy là gì? Như vậy là ba cái tử bằng 0 hết rồi. Các cái tỷ số bằng 0, tử phải bằng 0 thôi, đúng không? Giữa anh này bằng 0, trên này bằng 0. Mà anh đó bằng 0 thì suy ra là 10x sẽ bằng 12y. Và từ đây sẽ suy ra là x trên y, suy ra x trên 12 sẽ bằng y trên 10. X trên 12 sẽ bằng y trên 10. Như vậy các em tạm nhìn xuống dưới đây coi có cái nào giống giống gì không. X trên 12 và y trên 10 không có luôn, không có luôn. Ta nhìn lại một lần nữa xem. Mười x trừ 12 y bằng 10. Thì 10x sẽ bằng 12y, x trên 12 sẽ bằng y trên 10, đúng rồi. Rồi mình nhân hai bên cho 2 nhé. Thì 2 rút gọn với 12 sẽ ra x phần 6, 2 rút gọn với 10 sẽ ra y phần 5. X phần 6 này. Y phần 5, x phần 6 y phần 5. Ở đây x phần 4 không đúng, đây x phần 6 nè, y phần 5 nè. Vậy chỉ có cái này thôi kìa. Mình chưa cần thử z trên 4 nữa. Mình chưa cần thử z trên 4 nữa. Làm thấy cái này đúng rồi, chọn luôn, đỡ mất thời gian. Còn tính z thì nó cũng tương tự thôi. Tiếp tục.
đang dọn cái bể mất 1 giờ. Bình dọn cái bể đó mất 1,5 giờ. Đây toán công việc các. An dọn một cái bể mất 1 giờ. Bình dọn một cái bể mất 1,5 giờ. Nếu hai bạn dọn cái bể thì mất bao nhiêu giờ? Một giờ An dọn được một bể. Mỗi giờ An dọn được một bể. Còn Bình dọn cái bể là mất 3 phần 2 giờ. Như vậy mỗi giờ Bình sẽ dọn được là 2 phần 3 cái bể. Nghịch đảo thôi. Mỗi giờ An dọn được một cái bể. Còn mỗi giờ Bình dọn được 2 phần 3 cái bể. Vậy mỗi giờ mà cả hai cùng làm á, 1 giờ thì cả hai sẽ dọn được 1 cộng 2 phần 3, tức là bằng 5 phần 3 cái bể luôn. 1 giờ thôi là cả hai bạn sẽ làm được 3 phần 5 cái bể. Như vậy là chỉ cần 3 phần 5 giờ là sẽ dọn xong một bể nếu hai bạn cùng làm. Nghịch đảo lại cái 3 phần 5 giờ là 0,6 giờ đó, thì nhân cho 60 phút là bằng 36 phút cái. Toán công việc ha. Thì phần việc mỗi giờ nó sẽ là nghịch đảo của số giờ làm xong. Đó là cái mấu chốt của toán công việc. Và thi số 2. Tính biểu thức này thì nó sẽ bằng là 10. Em tự tính nha. Tỷ lệ nam 3 phần, nữ 2 phần. Vậy tổng số phần là 5 phần. 5 phần mà có 90 em. 90 chia 5. Vậy mỗi phần là 18. Mà nữ 2 phần 18 nhân 2 là 36 em. Tổng số đo hai góc nhọn của tam giác vuông tất nhiên là bằng 90 rồi. Tam giác có góc 30, góc 60 thì góc còn lại sẽ bằng 90. 90 thì góc ngoài cũng kề bù với nó là 90 luôn. N bằng 3k cộng 1 thì 2 mũ n phần 8 mũ k sẽ bằng gì? Như vậy các em sẽ có gì? 2 mũ n tức là 2 mũ 3k cộng 1, ở dưới là 8k, 8 mũ k ha. Rồi ta dùng tính chất lũy thừa thôi, ta sẽ tách ra thành 2 nè, 2 mũ 3k nè nhân cho 2 nè, ở dưới là chờ đợi ha, 8 mũ k. Vậy nó sẽ bằng gì? 2 mũ 3k và bằng 2 mũ 3 tất cả mũ k đó trên. 2 mũ 3 đúng không ạ? Tất cả mũ k. Mà 2 mũ 3 tất cả mũ k thì cũng bằng 8 mũ k thôi, thì bỏ vào đơn đi. 8 mũ k nhân cho 2. Ở dưới là 8 mũ k thì các em biết rồi. Rút gọn là bằng 2 nha. Trung bình cộng của ba số tự nhiên là 70.
ba số tự nhiên khác nhau nè. Về tổng của ba số đó sẽ là 201. Thì ba số cộng lại chia 3 thì phải 10, vậy là tổng ba số là 201. Vậy thì cho một số bằng 0 đi, rồi một số bằng 1. Như vậy số lớn nhất có thể là 209 nha. 209 cộng 1 cộng 0 là bằng 201. 201 chia 3 ra trung bình cộng là đúng bằng 70 luôn. Số lớn nhất 209. Các em để ý nha, 2 mũ 86 cùng 4 mũ 43 chính là 2 mũ 86 đó. 2 mũ 2 tất cả mũ 43 là 2 mũ 86 luôn đó. Rồi chia cho 2 mũ 84 cộng cho 4 mũ 2 tức là 2 mũ 2 tất cả mũ là 2 mũ 84 luôn. Như vậy là bằng gì? Bằng 2 nhân 2 mũ 86. Ta ghi phân số cho dễ chịu đi. 2 nhân 2 mũ 86. Ở dưới là 2 nhân 2 mũ 84. Các em rút gọn đi. Các em rút gọn 2 với 2 là hết nè. Còn 2 mũ 86, 2 mũ 84 là còn 2 mũ 2 là bằng 4. Đúng không? Mày tính mới tính tràn á. Nhìn kỹ thuật thôi. Bài này, bài này là toán học sinh giỏi lớp 8 em nhé. Chỉ cần để ý tử 2 cộng 3 27 là ra 329, 3 cộng 3 26 là cũng 329, ngày cũng vậy, này cũng vậy. Các em cộng 2 vế cho 4 ha. Giờ thầy có cái đề toán mới nè. X cộng 2 trên 3 27. Rồi thầy cộng cho 1, đó là tự thêm nha. Bên này cũng vậy, x cộng 3 trên 326 thầy cộng cho 1, rồi cộng cho x cộng 4 trên 325 cộng cho 1, cộng cho x cộng 5 trên 324 thầy cũng cộng cho 1. Và bên trái thì cộng cho 1, 4 rồi thì bên phải thầy cũng cộng cho 4 thì nó mới cân bằng. Vậy cuối cùng thầy có cái gì? Hai cái này cộng lại, hai này cộng lại, cái quy đồng đi, quy đồng cộng tử dương mẫu sẽ ra là x cộng 329 trên 327 ha. Rồi tiếp tục là x cộng 329 trên 326, x cộng 329 trên 325, x cộng 329 trên 324, và nó sẽ bằng 0. Bây giờ ta dùng tính chất phân phối, ta sẽ lấy x cộng 329 ta dùng chung, vì ở trong nó sẽ còn là gì? Nó còn lại là 1 trên 327 cộng cho 1 trên 326, 1 trên 325 và 1 trên 324, thì cái này sẽ bằng 0. Thì các em thấy cái thừa số bên này không thể bằng 0 rồi. Vậy là x cộng 329 phải bằng 0. Suy ra là x sẽ bằng trừ 329 nhé. Vậy thôi. Chà, mà có vẻ khó nha.
Bài này ta làm như bài vừa rồi đúng không? Đúng là đề bảng A có khác. Cái này là chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9, lớp 8 đó kìa. Đưa vô cho lớp 7 làm thì cục thiệt. Y cộng 3 sẽ bằng gì? Y cộng 3 sẽ bằng A trên B cộng C cộng cho B trên A cộng C cộng cho C trên A cộng B. Đó, cộng thêm 3. Thì Q nó bằng cái này thì Q cộng 3 nó sẽ bằng cái này. Giờ số 3 thầy nã ra thành 3 số 1. Thầy phát cho mỗi cái phân số đó một số 1. Thì thôi. Bây giờ thầy quy đồng từng cặp. Cái này thầy quy đồng. Quy đồng mẫu chung là B cộng C rồi cộng tử giữa mẫu. Thầy sẽ có là A cộng B cộng C. Em cứ thử đi. Vậy cặp thứ nhất xong. Cặp thứ hai cũng quy đồng luôn nhé, rồi cộng tử dương mẫu luôn, thì tử nó sẽ thành là b cộng a cộng c, bên này cũng vậy, nó sẽ thành c cộng a cộng b đó. Bây giờ nó ta dùng tính chất phân phối ha. Em để ý ba cái tử này thực ra là bằng nhau đó. Em lấy ra làm thừa số dùng chung theo tính chất phân phối. Thì ở trong sẽ còn gì? Sẽ còn lại ba cái phân số cộng lại mà tử là đều bằng một hết. Tử bằng một hết. Đó. Như vậy suy ra gì? Q cộng 3 sau một chặp biến đổi thì nó bằng này. Mà A cộng B cộng C thì đề cho là 259. Còn cái ba cái phân số này cộng lại thì đề cho bằng bao nhiêu? Bằng 15 rồi. Đúng không? Thì suy ra Q sẽ bằng gì? Thì em lấy 259 nhân 15 thì tất cả chia cho 3. À xin lỗi, trừ cho 3. 3882 nhé. 259 nhân 15 trừ 3. 3882. Vậy nha. 3882. Chiều dài 12 phần. Chiều rộng 5 phần. Như vậy là 12 phần nhân 5 phần, tức là 12k nhân 5k đó là ra diện tích là 240. Như vậy k bình sẽ bằng 240 chia cho tích của 12 là 5, tức là chia cho 60 là bằng 4. Vậy mỗi phần sẽ bằng 2. Lúc đó dài sẽ bằng 12 phần, tức là 12 nhân 2 là 24, rộng là 5 phần là 10. Như vậy là chiều dài 24, chiều rộng là 10. Còn đường chéo dùng Pythagore thôi. 24 mũ 2 cộng 10 mũ 2 là bằng 6,6, tính căn của 6,6 là bằng 26. Vậy thôi các em. Bài thầy giảng nhanh cho các em nha. Đây. Hình chữ nhật. Chiều dài 12k này. Chiều rộng 5k này. Không? Rồi sau đó là đường đường chéo là mình dùng Pythagore hồi tính thôi. Suy ra k mũ 2 thì bằng 2,4 chia cho 12 nhân 5 còn 4 là
chia k bằng 2. Kẻ nó. Vậy suy ra là dài và rộng. Dài đó. Dài là 12 nhân 2 là 24. Rộng bằng 5 nhân 2 là 10. Rồi dùng Pythagore ha. Pythagore là ra đường chéo thôi. Kết quả là 26 nha. Bài thi số 3, vòng thi cấp huyện bạn A. Chắc là khó đây. Nhân chéo x nhân x bình là x mũ 3, x mũ 3 bằng 4 nhân 2, x mũ 3 bằng trừ 8, x bằng trừ 2. Nhân chéo tiếp, 5 nhân 15 chia 3 là được 25. Sao vậy, dễ vậy? Bài này x bằng âm 12, giá trị lớn nhất, cái phân số này lớn nhất khi cái mẫu bé nhất, mẫu bé nhất là bằng 5, bởi vì cái bình phương này bé nhất bằng 0 nè, thì giá trị lớn nhất bằng 2. Cái phân số này âm khi tử và mẫu trái dấu nhau. Dương chia âm là âm chia dương ha. Vậy ta có hai trường hợp kìa. Trường hợp 1. Trường hợp 1 là gì? Trường hợp 1 là gì? Tử âm 2x cộng 1 âm đồng thời là x cộng 3 dương. Đó, cái này các em suy ra là x sẽ bé hơn âm 0,5, còn bài dưới là x sẽ lớn hơn, x sẽ lớn hơn trừ 3. Có số x nào bé hơn âm 0,5 mà lớn hơn âm 3 không? Có em. Có. Vậy ta suy ra là x sẽ bằng gì? Âm 2 là được nè. Âm 1 cũng được nè. 0 là không được nè. Vậy tạm cho ta có âm 2 và âm 1. Còn một tình huống nữa là 2x cộng 1 có thể lớn hơn không, là số dương nhé, thì lúc đó x cộng 3 sẽ là số âm. 2x cộng 1 lớn hơn không á, thì x sẽ phải lớn hơn âm 0,5, x cộng 3 nhỏ không, x phải nhỏ hơn trừ 3. Mà giờ các em để ý là đã lớn hơn âm 0,5 thì không thể nào nhỏ hơn âm 3 được nữa. Như vậy cái trường hợp 2 này là vô lý nè. Vô lý. Lớn hơn 0,5 rồi, âm 0,5 rồi, thì không thể nào nhỏ hơn âm 3 được nữa đâu ha. Vậy ta chỉ có hai này thôi. Âm 2 và âm 1. Tính giá trị biểu thức này. 1 trừ 2 là âm 1, 3 trừ 4 là âm 1, 5 trừ 6 là âm 1, 199 trừ 200 cũng là âm 1. Như vậy có bao nhiêu số âm 1 được sinh ra? Vậy có 100 số âm 1 được sinh ra, bởi vì đây có 200 số hàng. Đó. Vậy là bằng âm 100. Rồi, giá trị nhỏ nhất của biểu thức này là gì?
Giờ kem chia hai trường hợp cho thầy đi nhé. Rồi, giờ các em theo dõi. Cái câu này hơi khó hiểu ha. Thầy cũng dành thời gian thầy giảng luôn. Giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng âm 2 đó. Tại sao vậy? Bây giờ nếu x mà lớn hơn hoặc bằng 7 phần 2 đó, tức là 3 rưỡi, thì suy ra A nó sẽ bằng gì? 2x trừ 7 cộng 5 trừ 2x, và nó vĩnh viễn nó bằng bằng trừ 2. Còn trường hợp 2 thì x nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3,5, thì A nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 7 trừ 2x. Là bằng 12 trừ cho 4, thì cái này x càng tăng lên thì 4x sẽ tăng theo. Vậy 12 trừ 4x sẽ nhỏ xuống, và ta đang muốn càng nhỏ càng tốt, thì x phải lớn nhất có thể. X lớn nhất có thể là 3 rưỡi, 3 rưỡi ráp vô 4, 3 rưỡi nhân 4 là 14, lúc đó là 12 trừ 4 là cũng lớn nhất là bằng âm 2. Suy ra max, à xin lỗi, min nhé, min min a cũng bằng âm 2 thôi. Rồi các em tự suy ngẫm nha. Đây là khi khi x bằng 3,5 đó. Còn nếu x nhỏ hơn 3,5 á thì 12 trừ cho đó, từ trừ cho 4 lần x nó sẽ lớn hơn, lớn hơn cái giá trị này liền ha. Tiếp tục bài này, bài số 8, câu 8. Câu 8 em nhân lại hết thôi. Xy nhân cho yz nhân cho xz sẽ bằng 2/5. 2/5 nhân 3/7, 2/5 3 mà nhân cho trừ 9/13. Như vậy các em suy ra gì? XYZ bình hai phần năm nhân cho 3/7 nhân cho âm 9/13 là bằng một số âm bằng một số âm
54/45. Mà các em nghĩ coi, một cái số gì đó bình phương thì làm sao mà ra âm được, đúng không? Chữ x y z là không thể tồn tại được. Số bổ x y z thỏa mãn này là không có được. Bởi vì nếu có thì nó quá vô lý đi ha. Một cái bình phương mà sao ra âm được, vô lý. Vậy là không có, không có tỷ giá đâu. Câu 9 ta làm tương tự ha. Em nhân lại cho thầy. AB nhân cho BC nhân cho AC thì bằng -6 nhân 12 nhân -8 bằng 576. Như vậy ta sẽ có điều gì? ABC bình sẽ bằng căn của 576 là bằng 24. Như vậy là có thể bằng cộng hoặc trừ 24 nha. Giờ làm thì băn khoăn là không biết là dương hay là âm đây. Cái này là 576 chứ. Từ đây em suy ra ABC bằng bằng dương 24 và âm 24. Giờ ta chia hai trường hợp thôi ha. Chia hai trường hợp kìa. ABC mà bằng 24 đi thì em suy ra cái gì? Mà ABC bằng 24 đi, mà thầy cho BC bằng 12 rồi. Không phải thầy cho mà đề cho. Đây, A nhân B nhân C bằng 24 đi, BC bằng 12 thì suy ra A sẽ bằng 24 chia 12 là bằng 2. Cái này vô lý. Vô lý vì sao? Vì A âm mà. A âm mà, đúng không? Như vậy trường hợp đó không thể diễn ra. Như vậy là ABC phải bằng gì? ABC phải bằng âm 24 mới đúng. Rồi BC nó bằng 12 thì em suy ra A sẽ bằng âm 2. A bằng âm 2. Rồi tiếp tục AC AB bằng trừ 6, AB bằng âm 6 để cho nha. A nhân B nhân C bằng âm 24 mà AB là chiếm âm 6 rồi, vậy C sẽ bằng C bằng âm 24 chia âm 6. Như vậy C sẽ bằng 4. Và còn cái nữa. BC à AC. AC là bằng âm 8 để cho nha. A nhân B nhân C bằng âm 24 mà AC là chiếm âm 8 rồi. Vậy B B sẽ bằng 3. B sẽ bằng 3. Xong rồi đó. Thì tóm lại là ABC là bằng trừ 2, 3, 4. Trừ 2, 3, 4. Thử lại đi. A nhân B trừ 6 đúng. B nhân C 12 đúng. A nhân C trừ 8 luôn. A âm luôn. Chuẩn luôn. Tập hợp các số nguyên thỏi này. Câu cuối nó sẽ dễ vậy. Câu cuối này là dễ nhất các em nhé. Cuối này dễ nhất nãy giờ đó. Âm 10 chia 3 là âm 3,3. Âm 3,33 nhỏ hơn x. Nhỏ hơn 17 chia 9. Một phẩy tám mà x là số nguyên ha, thì ta suy ra sẽ bằng trừ ba nè, trừ hai nè, trừ một nè, không và một, âm 3,33.
âm 3, âm 2, âm 1, không 1. Vậy thôi. Rồi, lên đọc bài luôn kìa. Rồi, như vậy là ta đã hoàn thành xong vòng thi cấp huyện bảng A. Có thể gọi là một cái bảng khó xương. Nhưng mà em thấy thì cũng đâu có gì là khó đâu ha. Đừng có sợ nha. Rồi, tạm biệt các em.